gì nhìn lạ dữ vậy ta? Hình như là căn nhà. Nè mấy đứa ơi, thật không thể tin nổi. Em không biết hay sao? Ngọt liệm cả người luôn. Đây không phải là mơ đâu. Hai đứa à, mau lên thôi. Chị cha đúng ơi, mình phải xin phép chủ nhà trước, có đúng không chị? Chị đói muốn chết luôn rồi nè.